Xin chào các bác nha. Hôm nay đi lắp cái lồng nước này các bác. Lắp cái lồng nước cho gia đình nhà anh Hiếu. Thì các bác thấy đây là cái bộ van hút sâu này. Đây, cái bộ van hút sâu này là lắp theo hình thức của cái giếng khoan. Các bác thấy là bên ngoài là đóng một cái đường ống 48. Và bên trong là đường ống 34 nha, thả xuống cái giếng khơi này. Thường thường thì cái van hút sâu của giếng khơi em gửi đi cho các bác là lắp theo cái kiểu hai đường ống hồi. Thì lắp theo cái kiểu hai đường ống thì sau này nó trục chặt dễ sửa chữa hơn. Mình lắp theo cái kiểu này á, khi mà nó trục chặt á, bắt buộc là mình phải kéo cái ống 34 ở trong lòng cái ống 48 ra thì mình mới sửa được cái van, thì nó sẽ khó khăn hơn. Thì đây là đang hạ sâu thêm xuống, vì ngày trước anh lắp ở trên nên là hút nó bị thiếu nước các bác. Bây giờ là đang nối thêm khoảng độ 50 phần ống nữa. Cái lồng nước này mà lắp cho cái giếng khơi này thì các bác lắp như thế này là nó rất chỉ là sạch. Máy ông dùng giếng đào không nên lắp máy hút mạnh nước quá, hút nó sập tàng, nó kéo cát luôn, hắn hở trên tàng ha, sau nó hay bị đĩa các cái chỗ gắn tàng. Mình hút lưu lượng nước nó vừa phải rồi mà nó phải gắn theo kiểu vặn luôn. Điều chỉnh nguồn nước nó đi lên đi xuống này, nước nó bơm vào đó, nó chạy qua lên, bố thả cho nước nó ra đi là vươn là lên này, từ từ cho nó lên ổn định như này, bố mở ra đi cho lên hết cái nước vàng đi, bởi vì hơn cái nước vàng ở trong đường ống đó. Mai mình cũng không phá. Rồi các bác, bây giờ mình đã lắp xong cái lọc nước rồi, và cái hệ thống bơm này bây giờ thả xuống cho
anh Hiếu thêm 50 phân nữa. Và bây giờ là đang bơm nước nhé, để cho cái nguồn nước nó chảy vào cái cây lọc, thì bây giờ là đang đợi nó ngấm qua cái hệ thống lọc, sau nó sẽ chảy ra đằng đây. Thì các bác thấy là ở đây là em điều chỉnh cái hệ thống khóa, là khi mà cái nguồn nước nó vào đây các bác này, nó vào đây, nó vào giữa cái lọc, sau nó chạy lên và nó qua các lớp vật liệu lọc đó, nó lọc trở xuống. Và bây giờ mình đang mở cái khóa xả thải nhé, thì nguồn nước nó sẽ chạy ra ngoài đường đây, cái chỗ xả thải đấy. Này mình phải đợi nước nó ngấm vào cái cây lọc nó đầy lên xong mới ra rồi. Đúng rồi, lúc mà mình sụp rửa thì mình mới mở ra rồi là cũng chạy ra đi này, quả quả nó khô trong mình thôi. Giờ đi qua cái lọc này. Bây giờ đi ra cái lọc này. Quả thì cắt cứ ở đấy đi đi vậy. Vừa phát thế là làm trắng luôn rồi. Cái này là để chúng tôi xài cái đá, chúng tôi hết cái cáp với các cái... Đỡ một tí mà, trong lên rồi anh. Còn cao ác không? Cũng chờ giờ đây thì nhìn thấy trong rồi chứ, chúng tôi vừa lắp lấy cái chúng ta mà, chứ không bên nhà. Đây nha, đang cái chế độ này là cũng những chế độ lọc này, mà cháu muốn lấy lên bể, cháu mở khoan này lại, mở đi khoan này ra, cháu khóa cái khoan này lại. Nó lên bể. Đang lên bể. Bố mở, bố điều chỉnh là cái chế độ sục đi, cho nó sục cái cạn ở trên này, sục đi sục lại đi 2-3 lần này nè. Mở khóa xả đũa luôn, cái khóa đũa đó, rồi rồi. Này nó đơn giản đó bà mà đứa nhìn có điều khiển không? Đó. Cái chế độ nước đây là nhìn thấy cái đường nước đây nhá. Chọn xuống lại nhá, đây khóa rồi nhá, là chui vào đây, nó lại đi ngược lên. Thấy chưa? Là mình lại đẩy cái căn bình. Cái khóa này mở mà nó lại ra. Đó là chụp ngược, chụp dưới ngược lên. Lúc mà mình dùng nó dùng mà nhiều đường nó lắp trên đây là khác, ở khác, ở khác. Ông cứ lọc đi khoảng độ 15 ngày tôi sang đây sục chỉ cho một cái là biết thêm mà. Cứ chờ tuần sau nữa sao là sao. Nhà bà thay nước cái đầu quay thấy nhà bà lâu đến mấy tháng rồi bà không sục nên nó vẫn bệnh nó không sục ra bệnh. Cái nhà đi Đằng Sơn nó cứ 10 ngày nó lại sục lại. Mình mà chiên sục á thì cái cây lọc vẫn bền. Cái vật liệu lọc mình bền mình dùng được lâu. Hắn dở lại luôn mà cái nước bệnh độc mình vô là hắn dở lại luôn. Chẳng là hắn dở cái cạn bệnh ông đảo cái khóa lại cái là hắn lại đẩy cái cạn nó ra liền mà. Bố đảo lại lần nữa lên sụp này. Lại lần nữa đi. Rồi đó bố đảo lại thôi mà. Được, điều chỉnh cái chế độ khóa nó đơn giản không mà. Vậy là được lên. Đang có máy lần này là chế độ lọc này. Lên lại xuống. Mà bạn chờ ông quá ông về lấy cái bút xóa ông đánh dấu thì như là cái nào có. Ông đánh dấu kìa. Đánh dấu cửa nó luôn kìa. Không có gì không biết thì sang bên trường con không có nhà chịu anh ấy. Ông mình cũng sắp bữa nay chứ ông thì bơm hai. Ông cháu còn lâu nay cháu còn nhà cháu còn dùng sống cái chứ ông bà. Bố mày quên đi mình sao lọc xong quá rồi về. Nó bồn ở trên đây này nhá. Nó khác. Biết rồi nhưng mà nay không phải rửa nữa nhá. Nhìn cái nước ở dưới đây mà thả xuống hơn nhá.